Thưa quý vị, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã cho ra đời nhiều sản phẩm đa dạng và tiện ích, giúp cuộc sống con người trở nên dễ dàng hơn. Nhưng cũng chính vì điều này mà nhiều người dân chọn lối sống xanh, sản xuất sạch để bảo vệ sức khỏe. Nắm bắt được nhu cầu này, chị Phan Thị Thu Hà ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất đã mạnh dạn từ bỏ công việc ổn định để khởi nghiệp với mô hình làm xà phòng tự nhiên mang tên Mây Thị. Trong tiết mục Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay sẽ giới thiệu quý vị câu chuyện khởi nghiệp của cô gái trẻ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Từng là người bôn ba với nhiều nghề nghiệp để trang trải cuộc sống. Mất nhiều năm đèn sách, không dễ mới có được công việc kỹ sư điện tử mơ ước. Nhưng năm 2018, chị Phan Thị Thu Hà ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất lại quyết định bỏ phố về quê gây dựng sự nghiệp. Sau nhiều năm trăn trở, tình cờ xem được câu chuyện khởi nghiệp từ xà bông thiên nhiên trên trang Facebook, chị quyết định thử sức và cái duyên với xà bông tự nhiên cũng từ ấy. Không vốn liếng, không kinh nghiệm, con đường khởi nghiệp của chị cũng đầy rẫy khó khăn. Vì thế chị không ngừng nghiên cứu tài liệu. Khi đã có được những kiến thức cơ bản, chị bắt đầu làm thử nghiệm. Sau những lần thất bại, năm 2020, chị đã cho ra đời công thức tối ưu bằng phương pháp nóng. Nhưng đó chưa phải là đích đến. Để đưa sản phẩm ra thị trường và tạo được doanh thu, thì cần nhiều hơn thế mới có thể cạnh tranh với các mặt hàng xà bông công nghiệp. Mới đầu làm thì em cảm thấy là cái khó khăn nhất là cái nguồn vốn và cái kiến thức. Nguồn vốn thì em đã tự giảng sao cho phù hợp với lại cái khả năng của mình. Còn lại là cái kiến thức thì em đã nắm được các cái kiến thức về làm xà phòng rồi. Nhưng mà còn để mà vận hành được một cái cơ sở, cái doanh nghiệp mà hoạt động được thì cũng còn cần nhiều kiến thức khác nữa. Về quản trị, về nhân sự, về marketing, quảng cáo rất là nhiều, cho nên là em gặp rất nhiều khó khăn về trong cái kiến thức đó. Với sự kiên trì, ham học hỏi, chị dần tự mày mò thiết kế bao bì, nghiên cứu cho ra đời đa dạng những sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Đồng thời tích cực quảng bá, mở rộng kênh bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời chị tham gia cuộc thi tìm kiếm ý tưởng dự án phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để tích lũy thêm kinh nghiệm. Dần dần chỉ có những khách hàng lẻ đến những đơn vị lớn đặt hàng gia công với số lượng lớn, khoảng 500 thanh xà bông một tháng. Điều này giúp chị có thu nhập từ 10 đến 18 triệu đồng. Thấy cũng lạ lạ, đem về xài thấy cũng được. Thấy cũng tẩy da đồ sạch nhưng mà cũng không có bị ngứa, nổi mặn, nổi mẩy gì hết. Bình thường mà sử dụng cũng mấy lần rồi, 2-3 lần rồi. Thì tôi cũng lên mua sản phẩm của Mai Thị đó về sử dụng. Em sẽ xây dựng một cái thương hiệu riêng của em và sẽ làm cho đầy đủ các cái hồ sơ sản xuất, thì định hướng là trong 5 năm tới là em sẽ trở thành một cái cơ sở sản xuất mỹ phẩm là đạt chuẩn của Sở Y tế. Và còn cái việc gia công thì em cũng xưởng sẽ gia công vừa bán lẻ song song với nhau luôn. Con đường khởi nghiệp luôn không hề dễ dàng, nhất là đối với các bạn trẻ. Nhưng nếu biết mình ở đâu và biết mình cần làm gì, kiên trì và cố gắng không ngừng, trái ngọt có thể đến với bạn bất cứ khi nào. Và câu chuyện khởi nghiệp của chị Phan Thị Thu Hà là một ví dụ.